Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Xin chào quý vị khán giả, quý vị đang cùng theo dõi chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life, một chương trình chuyên biệt về sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề suy thận mạn, kẻ thù của chuyện chăn gối phái mạnh. Và đồng hành cùng với quý vị khán giả, xin được trân trọng giới thiệu một bác sĩ quen thuộc sẽ cùng chia sẻ những thông tin kiến thức bổ ích tới quý vị. Đó là bác sĩ chuyên khoa thận tiết niệu và nam học Tô Hiệu. Xin được gửi lời chào đến với bác sĩ Tô Hiệu. Chào sĩ Công Nghĩa. Chào quý vị khán giả xem truyền hình. Thưa bác sĩ Tô Hiệu, trước tiên thì bác sĩ có thể giải thích bệnh suy thận mạn là gì? Và có nghĩa thấy rằng là nhiều người thắc mắc có phải là cái tỷ lệ bệnh suy thận mạn ở nam giới thì lớn hơn ở nữ giới hay không? Bác sĩ có thể lý giải điều này. Suy thận mạn thì là một bệnh lý mạn tính. Đây là hậu quả cuối cùng của các tổn thương bệnh thận tiết niệu, gây giảm chức năng thận, tương ứng với lại giảm các đơn vị thận, giảm nephron thận dần dần và giảm tổn thương không hồi phục. Suy thận mạn thì gây giảm mức lọc của thận, dẫn đến rối loạn nước điện giải, tăng huyết áp và có thể gây thiếu máu mãn tính. Và bệnh suy thận mạn thì có thể tiến triển dần dần và bùng phát thành từng đợt và cuối cùng thì dẫn đến giai đoạn suy thận giai đoạn cuối, thì lúc này cả hai thận chức năng bị suy giảm, tổn thương mất hoàn toàn, sẽ có thể dẫn đến phải điều trị thay thế như là lọc máu chu kỳ, lọc màng bụng hoặc là ghép thận. Cái điều này thì sẽ làm tốn kém rất nhiều tiền của bệnh nhân và gia đình, cũng như là bệnh nhân mệt mỏi, chán nản trong quá trình điều trị. Và hiện nay thì theo một số nghiên cứu thì tỷ lệ suy thận thì thường gặp ở nam nhiều hơn nữ. Chúng ta thấy rằng là tình dục, đúng không ạ, luôn là một cái liều thuốc khiến cho cuộc sống của chúng ta thăng hoa hơn. Và đôi khi tình dục cũng là một trong những cái gia vị khiến chúng ta cảm thấy rằng là cuộc sống của chúng ta ý nghĩa hơn. Thế nhưng nhiều người cũng thắc mắc rằng liệu rằng hoạt động tình dục quá mức thì có thể dẫn tới tình trạng là khiến cho thận suy yếu hay không, và thậm chí là dẫn tới tình trạng là suy thận mạn hay không. Bác sĩ có thể lý giải điều này cho quý vị khán giả. Tình dục là hoạt động đem lại những lợi ích rất to lớn đối với sức khỏe tình dục, sức khỏe tinh thần cũng giống như sức khỏe của cơ thể. Tuy nhiên là theo một số báo cáo của một số tác giả gần đây ở trong nước và ngoài nước thì quan hệ tình dục quá độ có thể dẫn tới làm cho thận bị suy yếu. Bình thường thì người ta có thể khuyến cáo là một tuần quan hệ tình dục 3 lần thì có thể tốt cho cải thiện tim mạch, huyết áp. Tuy nhiên là khi quan hệ quá số lần trên thì có thể dẫn đến là nguy cơ gây bệnh lý về thận. Tôi nói là nguy cơ chứ không phải là nguyên nhân trực tiếp, có thể là nguy cơ. Vâng, thưa bác sĩ Tô Hiệu, liên quan đến chủ đề ngày hôm nay cũng có một vị khán giả có địa chỉ hòm thư điện tử là triệuviethoang76a@gmail.com có đặt câu hỏi đến bác sĩ thế này. Cũng nghĩa xin được gửi lắm câu hỏi này đến bác sĩ. Thưa bác sĩ, là tôi đã lập gia đình và có 2 con. Gần đây thì tôi thấy cơ thể thường xuyên mệt mỏi và đau lưng, ham muốn tình dục từ đó cũng giảm đi. Tôi đi tiểu nhiều hơn và dường như là tay chân có phù. Lo lắng đợt vừa rồi tôi đi xét nghiệm máu và nước tiểu, kết quả chẩn đoán là bị suy thận độ 2. Hiện tại thì tôi vẫn đang dùng thuốc theo chỉ định và ăn uống kiêng khem theo lời từ phía bác sĩ. Tôi thấy bệnh đỡ nhiều rồi nên cũng cảm thấy thoải mái hơn. Thế nhưng không biết là suy thận thì có quan hệ tình dục được hay không? Và vợ chồng tôi thì hiện tại đã nhịn đến cả tháng nay nên ai cũng cảm thấy khá là bức bối. Vâng, có vẻ như là tình trạng của vị khán giả này đang ở mức suy thận độ 2. Thế nhưng mà anh ấy băn khoăn rằng là không biết là suy thận thì có quan hệ tình dục được hay không. Và hiện tại thì hai vợ chồng đang có một chút trục trặc tình cảm giữa việc là chúng ta đang hạn chế quan hệ tình dục. Bác sĩ thì có lời khuyên gì cũng như là những chia sẻ nào đến với vị khán giả này? Cái trường hợp trên thì là tình trạng của bạn đó bị suy thận độ 2. Tuy nhiên là đã được điều trị ổn định và hiện tại là có cái ham muốn tình dục. Thì theo tôi ấy, thì suy thận mạn mà
chúng ta vẫn có thể là quan hệ tình dục bình thường khi mà có đạt được sự ham muốn. Tuy nhiên là chúng ta về cái tần suất bình thường 2-3 lần một tuần, chúng ta nên quan hệ với tần suất ít hơn, ví dụ như là 1 tuần 1 lần hoặc 2 tuần 1 lần, và tùy theo cái mức độ ham muốn mà có được trên cái nền tảng bệnh nhân bị suy thận và được điều trị ổn định. Vâng, thưa bác sĩ Tô Hiệu, hiện nay thì có sản phẩm nào giúp cho đối tượng là nam giới, đặc biệt là những người bị suy thận, có thể là cải thiện chức năng sinh lý của thận và giúp cho chuyện ấy có thể được cải thiện hơn, làm cho cuộc sống thăng hoa hay không, thưa bác sĩ? Rồi cái sản phẩm về tăng cường chức năng sinh lý của thận ấy, thì đa phần là chúng ta dùng các sản phẩm của Đông y, có các vị thuốc, các bài thuốc ngay từ xa xưa thì các vị đế vương, các vị vua chúa đã biết dùng những bài thuốc bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Vì vậy là chúng ta nên tìm hiểu những cái bài thuốc mà được bào chế thành những cái viên hoàn của sản phẩm y học cổ truyền. Hiện nay thị trường có rất nhiều loại. Chúng ta tốt nhất là nên tham khảo kỹ và sử dụng những cái sản phẩm mà được sản xuất tại Việt Nam và được Bộ Y tế cấp phép sử dụng. Hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều sản phẩm, chúng ta tôi khuyến cáo là nên tìm hiểu sử dụng các sản phẩm được sản xuất trong nước, vì là các sản phẩm đó được Bộ Y tế cấp phép thì sử dụng thì sẽ đảm bảo hơn về chất lượng cũng như là hiệu quả sử dụng. Ví dụ như là một sản phẩm như là Viking Man được sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn Medista Việt Nam và tại trụ sở tại Mê Linh, Hà Nội. Ngoài ra thì các bạn có thể tự tham khảo tìm hiểu thêm một số sản phẩm khác. Cái sản phẩm Viking Man này ấy, thì có chứa rất nhiều cây thuốc, ví dụ như là đông trùng hạ thảo này, sâm mắc ca này, dâm dương hoắc, câu kỳ tử, ba kích, hầu biển, nhân sâm và một số khoáng chất khác. Và những cái cây thuốc này thì đều có tác dụng làm cải thiện cái ham muốn tình dục, làm tăng sự dẻo dai trong quá trình quan hệ và hỗ trợ điều trị cái tình trạng rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, từ đó dẫn đến tăng khả năng sinh lý của đàn ông. Và ngoài ra còn điều trị những trường hợp như là cơ thể mệt mỏi, gầy yếu, đau lưng, đi tiểu đêm nhiều lần. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất là hữu ích vừa rồi đến từ bác sĩ Tô Hiệu. Thưa quý vị khán giả, hy vọng rằng với những thông tin được chia sẻ vừa rồi từ bác sĩ Tô Hiệu, quý vị đã có thêm cho mình những kiến thức bổ ích và chăm sóc sức khỏe của bản thân cũng như những người thân trong gia đình của mình được tốt hơn. Quý vị đừng quên, để được tư vấn kỹ hơn, quý vị có thể gọi đến số hotline 0854 400 102 hoặc có thể gửi câu hỏi đến với địa chỉ hòm thư điện tử tư vấn bác sĩ 115@gmail.com. Và chúc quý vị khán giả có thật nhiều sức khỏe để tận hưởng những điều ngọt ngào trong cuộc sống. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.